Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ông Nguyễn Trung Nhân, ủy viên Ban Thường vụ Thành quỹ, Chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ chủ trì hội nghị. Cùng dự có ông Dương Tấn Hiển, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban nhân dân thành phố, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi góp ý chính nội dung trọng tâm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, cơ chế, chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý sử dụng các loại đất, phân cấp giám sát, kiểm soát quyền lực, hộ gia đình sử dụng đất. Các ý kiến sẽ được tiếp thu tổng hợp đầy đủ để báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng theo đúng quy định.